Xin chào tất cả các bạn. Ngành du lịch khách sạn là một trong những ngành công nghiệp không khói phát triển nhất thế giới hiện nay bởi tiềm năng thu lợi nhuận khổng lồ của nó. Chính vì sức hấp dẫn mãnh liệt về thu nhập và cơ hội trải nghiệm đem lại ở ngành công nghiệp này khiến cho hàng ngàn học sinh lựa chọn học du lịch khách sạn. Nếu bạn yêu thích ngành du lịch khách sạn và đang lưỡng lự giữa rất nhiều lựa chọn các quốc gia để đi du học, thì Canada thực sự là một sự lựa chọn đúng đắn. Vậy tại sao nên du học Canada ngành du lịch khách sạn? Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu những lý do nên du học Canada ngành du lịch khách sạn các bạn nhé! Những lý do nên du học Canada ngành du lịch khách sạn. Với lợi thế được thiên nhiên ưu ái, dành tặng cho rất nhiều cảnh đẹp từ những dãy núi hùng vĩ, với lớp băng tuyết quanh năm hay những thác nước tuyệt mỹ, những dòng sông băng kỳ bí, những hồ nước, dòng suối thơ mộng, cùng với đó là khí hậu hài hòa, nền văn hóa đa dạng và con người thân thiện đã giúp ngành du lịch khách sạn Canada trở thành ngành công nghiệp không khói trọng điểm của xứ sở lá phong. Các ngành học thuộc lĩnh vực ẩm thực, quản trị du lịch khách sạn ở những nước này rất nổi tiếng và được chính phủ chú trọng đầu tư. Chính vì thế, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành học này có thể dễ dàng tìm được việc làm ổn định với mức lương hấp dẫn tại các khu resort, khách sạn, nhà hàng hàng đầu thế giới. Các trường đại học và cao đẳng cũng như học viện tại Canada cũng đã phát triển nhiều chương trình giảng dạy để đáp ứng nhân lực phục vụ cho ngành công nghiệp không khói này. Vì vậy, du học Canada ngành du lịch khách sạn chính là sự lựa chọn lý tưởng của sinh viên quốc tế yêu thích lĩnh vực này. Du học Canada ngành du lịch khách sạn, sinh viên không những được tiếp cận với phương pháp giảng dạy hiện đại, mà còn được tham gia các chuyến tham quan khảo sát thực tế để tích lũy kinh nghiệm và được hưởng lương trong suốt thời gian thực tập thông qua chương trình COP. COP là chương trình vừa học vừa làm rất phổ biến và được rất nhiều sinh viên ưa chuộng. Thay vì chỉ học lý thuyết suông trên lớp, COP còn cho phép sinh viên làm thêm tại các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng, resort để lấy tín chỉ. Với chương trình này, sinh viên không chỉ được cọ sát để tích lũy kinh nghiệm thực tế, qua đó tìm kiếm được công việc phù hợp mà còn có thêm thu nhập để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt tại Canada. Canada đất rộng người đông, nguồn nhân lực chất lượng cao luôn thiếu thốn. Vì thế, để đáp ứng nhu cầu lao động ngày càng tăng cao trong lĩnh vực du lịch khách sạn, nhà hàng, chính phủ Canada cho phép du học sinh sau khi tốt nghiệp được phép ở lại làm việc từ 1 đến 3 năm. Và sau khoảng thời gian này, các bạn có thể xem xét định cư. Đặc biệt, du học sinh có thể xin định cư ngay sau khi tốt nghiệp nếu tìm được việc làm ngay lập tức. Bằng cấp có giá trị toàn cầu, do đó du học sinh có thể tìm kiếm được nhiều công việc mơ ước không chỉ ở tại Canada mà còn ở nhiều nước khác. Để tìm hiểu thêm thông tin về tại sao nên du học Canada ngành du lịch khách sạn, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương với địa chỉ chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, với số điện thoại 028-3848-4879 hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, với số điện thoại 028-3838-2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.